Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc và mình đang rất là đau các bạn ạ. Mình quay cho bạn xem đây là một cú ngã xe máy của mình, vô cùng đáng tiếc luôn, vô cùng đáng thương. Và trong cái video này thì mình cố tình sẽ quay máy điện thoại để dọc, để với cái tư thế ngồi này nó sẽ chi tiết cho các bạn. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm để trị vết thương, hở chỉ những vết xước của ngã xe như này, làm sao mà cho nó khô mồm, cho nó mau khô vết thương, còn cho vết thương nó đen như này cho nó nhanh chóng nhất, chứ nó không bị mưng mủ. Bạn thấy có cái mủ trắng đúng không? Không có mủ trắng nào trên cái chân của mình cả. Đấy, rất là tuyệt vời, không có hình như mủ nào luôn, nó khô ráo luôn, sẽ mau chóng bị khô đen và quắt như thế này thì nó sẽ nhanh tái tạo ra mới. Tất nhiên là nó vẫn đau, bởi vì là nó va đập và rách da và xước da thì nó sẽ bị thương mà nó sẽ đau, nhưng mà nó sẽ không chảy máu, không mưng mủ thì nó sẽ chóng lành hơn, thì đau thì các bạn chỉ có bôi cao xung quanh những cái vết thương mà thôi. Đấy, thì mình làm cái video này chia sẻ với các bạn một cái mẹo để làm cái vết thương nó nhanh như thế này, nhanh khô này, là dùng với bài thuốc của dân gian các bạn ạ. Thì nói là bài thuốc thôi thì nhưng mà nó thực chất là vô cùng đơn giản luôn, vô cùng đơn giản. Đến tối ngày hôm qua thì nó đã bắt đầu khô rồi, còn đến ngày hôm nay thì nó đã rất là đen, đấy, rất là đen, như là một vết thương đã bị từ rất lâu. Đấy, mình cho bạn xem một vết thương ở bên này, một vết thương ở đây là vết thương này đang có mủ trắng, nhưng vết thương này nhỏ mình không để ý đến, nhưng ý mình nói là nó đang có mủ trắng và nó xảy ra trước cái vết thương này 2 ngày 1 ngày, nhưng mà mình đã không điều trị nó giống như là điều trị thế này. Thì cái bài thuốc mà mình muốn chia sẻ với các bạn đây là bài thuốc của dân gian, nó là cây cỏ mực. Nó là cây cỏ mực các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy cây cỏ mực chưa? Cây cỏ mực là cây nhọ nhồi, các bạn nhé, cây nhọ nhồi, các bạn nhìn kỹ này, cây nhọ nhồi đấy, nhìn kỹ, đây là cây nhọ nhồi, đấy, đây đấy. Cây mọc ngoài đường hoặc là trong vườn rất là nhiều. Nó có những cái hạt đen đen ở đây này. Đấy, các bạn chỉ cần ra lấy và rắc vào vườn thì nó sẽ ra tốt. Cây này nó có một tác dụng là nếu bạn sắc nên uống nước thì sẽ chữa bệnh thận. Đấy. Nhưng để làm cái vết thương này chóng khô thì các bạn vặt cái cỏ mực này. Rửa cho sạch. Rửa sạch nhá. Và giã nhỏ lấy nước các bạn ạ. Giã lấy nước nhé, giã vụn nát bét thôi. Đây các bạn, khi các bạn giã vụn này rồi nhá, nát bét này rồi, các bạn nên giã nó nhá, đừng nên xay máy sinh tố, không được đâu. Xay máy sinh tố để phải xay nhiều lắm, phải hái thật nhiều thì mới có nước được, thì các bạn sẽ có được cái bã này. Đấy. Và mình sẽ vắt cái này, vắt nước của nó thôi các bạn ạ. Các bạn bóp lấy nước của nó giỏ giọt. Không có nước gì cả, ít quá. Nó chết rồi. Rồi, các bạn nhìn thấy nó rõ rõ chưa? Đấy, cỏ mực đấy, đen xì. Thì sao là gọi là cỏ mực? Là vì nó rất là đen như thế này. Các bạn nên nhớ là những gì màu đen, những thứ màu đen đều tốt cho thận nhé. Nên là uống sắc nước để uống cỏ mực rất là tốt.
Đấy, các bạn gió nước vào như thế này. Đấy. Gió nước như vậy. Nhưng cái phần vãi ra này các bạn lấy giấy để lau thì cho nó đỡ bẩn nhé. Rồi. Bây giờ lại bóp tiếp cho nó vào những cái chỗ khác. Cái chỗ này nó khô rồi mà. Rồi. Không cần nhiều nữa. Cho vào đây. Cái bạn giỏ vàng thế này là nó rất là đau nhé. Hôm nay bán đi chợ không? Ngã chợ hôm đây. Chợ hôm á? Vâng. Ui, nó ngã về ngay chợ hôm đây. Một tí. Nó chảy rồi. Đầu tiên thì bê bết chân này. Cứ để khỏi từ từ chứ bôi cái gì cũng chẳng gấy được. Bôi còn mực này cho nó khô mồm. Đây sắt thì cứ để nó khô chứ mà bôi cũng chẳng chẳng. Bôi vào đỡ viêm viêm chỗ. Bôi thuốc gì đi. Đau lắm, bôi cái này vào, bôi cái cổ mực này rất là đau. Đau. Nhưng mà cố chịu. Nó phải lành dần như nó như là mình đứt tay ấy. Đây, xước của nó, xước cái mảnh chai rồi dần dần nó cứ lành. Cố phải chịu. Lâu nó mới lành được. Cố chịu. Cố chịu. Tiếp sau đi vào là cái gì này là nó tránh à? Ngã rơi đồ, đang chở đồ rơi xuống. Rơi đồ là nguy hiểm. Thằng con nhà ấy chỉ có vì chỉ có mỗi một cái mũ quay lại thế mà bị chết ấy. Con nhanh vượng đấy đi đến Quan Đông ấy, thằng ấy năm nó 17, 18 tuổi đấy, nó hai đứa đi với nhau coi như là đi đến lúc nó rơi cái mũ ngay cổng bệnh viện thế quay lại thế là cái xe nó quay cái mũ quay lại nhặt thế là cái xe đến nó tông một thằng người chết ngay, còn một thằng người ngốc ngoái thì cái thằng con nhanh vượng ngốc ngoái xong bị tiệm mấy ngày bắt đầu mới chết, còn một cái thằng con nhà năm ấy thì con nhà hiền năm thì con nhà năm ấy thì chết chết ai con thì hiền năm thì hai thằng đau lắm, bôi cái này mà nó cắn đau lắm, nó cắn nhức thế nó dần dần nó mới khỏi rồi, bôi này nó cắn rất nhức nhưng mà cố chịu vì nó khô mồm. Nhưng ngày hôm qua nhưng mà bôi này hôm nay khô mồm này, hôm bôi còn nâu mới khô mồm rồi, bôi còn một ngày đau lắm, bôi còn đốt nữa chứ thế. Nó có đi được đâu. Đâu cái gì ra rồi. Nết thôi, rạch thôi. Chết dở. Cái này để trần thôi, chứ không dán băng vào. Để trần thôi, ôi, dán vào nó bí. Dán băng vào nó bí, nó tuét ra. Đúng rồi, cứ để trần đi, đất tay, người ta một người cầm máu xong rồi, nó vôi máu, nó phải bỏ ra chứ. Mà có mà chết. Bí nó tuét. Nó mồ hôi nó sấp ra nó giọt mồm ra. Đúng rồi, mồ hôi nó ra là nó càng nhiễm trùng to. Nó là càng tuét rồi. Đau lắm, nhức thật. Đau như thế. Để đất cái tay của nó đây cũng nó quạc mẹ vào cái liềm ở đây may hôm nay mà lành. Máu chảy ồ quá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.